Cái mà tôi đang tưởng tượng đến cái cảnh mà lỡ rớt một cục xà phòng. Yeah, sao cái âm thanh này nó nhịp nhàng hết á. bruh. Chuyện nữa. Nhà tắm công cộng luôn có quy định. Tại sao nó lại in đậm nhỉ? Tại sao nó lại nguy hiểm nhỉ? Sao lại nghe sốt thế nhỉ? Hả? Kéo màn hình lại. Đây nha. Sao kiếp nhiếp hình mặt tôi à? Xong rồi. Sao tôi dừng con chuột? Sao tôi di chuyển cái tầng bắt đầu từ đâu rồi? Khi họ đang tắm nha. Sao để em đuổi anh nè? Thằng này vừa bóp mít tôi. Trời ơi, tỉnh tiết lên thật. Ôi, anh ấy có chuyện thật kìa. Ôi, thằng này cũng ngon mà. これ、レイって言うんだけど。OK。tuy ảnh giao diện hơi cục xúc nhưng mà nhìn nghe giọng có vẻ ổn. Ừ. Gái xinh, gái xinh. Vâng vâng, dầu gội với dao kẹo có liền chị đợi xíu đây của chị đây.